Hello, xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh CT Vlog. Thì các bạn ơi, hôm nay mình muốn làm một cái video chia sẻ với các bạn là cái cách mà chữa cái mắt nó đỏ các bạn. Thường thường đôi khi mình bị bụi bặm hay là mình bị đau mắt hoặc là bị đau mắt hàm, nó có nhiều tình trạng nó xảy ra ở cái mắt đỏ các bạn hiểu không? Mình thì nó bị mấy bữa ngày hôm nay mình đi mình nó đang trong cái mùa dịch á, mình cũng hay cẩn thận mình hay xông tỏi á các bạn, mình đã tỏi mình coi đây cho mình xông nhiều quá đến lúc nó nóng á, nóng mắt mình đỏ á. Thì mình nhớ lại ngày xưa là các cụ là từ thường hay đau mắt là hay cho một cái lá trầu này các bạn, cái lá trầu một là các bạn gò ra các bạn đắp lên mắt, các bạn đắp lên mắt để cho nó mát, cái lá trầu này rất tốt các bạn nhé. Hai là các bạn kiếm mấy cái lá trầu như thế này, lá trầu không á, lá mà để ăn trầu cho nó đỏ các bạn. Các bạn rửa sạch sẽ đi, các bạn nhà có lá trầu thì càng tốt, không có các bạn mua ở ngoài chợ này mấy lá. Xong các bạn rửa sạch sẽ đi, xong các bạn bò nó ra đây. Nấu lên một ít nước sôi. Các bạn bò nhỏ ra đây như thế này. Các bạn chỉ cần lấy tay các bạn bò nát ra đây như thế này. Này gọi là sông bằng lá trầu các bạn, sông đây, bạn sẽ cho đây, sau đó các bạn sẽ đổ thêm một ít nước, các bạn nấu một cái nước sôi, các bạn chờ nó sôi lên các bạn sẽ đổ đây, xong rồi các bạn sẽ để vào mắt các bạn sông. Xông đi xông lại, cảm thấy khi nào mà cái nước này nó nguội đi là được các bạn nhé. Bạn sẽ làm khoảng độ 2 đến 3 lần và tự nhiên mắt của mình nó nhẹ và nó thoải mái. Lúc đầu nó bị đỏ, nó nhát, nó nhức cái mắt các bạn, thì mình chỉ có làm một cái lá trầu này các bạn, một là các bạn gò các bạn đắp lên cũng được, hai là các bạn xông kiểu này thì nó sẽ nhanh hơn. Nước này nó nguội đi là được các bạn nhé, cái hơi này nó sẽ bốc lên. Nếu các bạn không, nếu mà nó nhanh nguội quá thì các bạn có thể châm thêm cho mình một lần nữa, các bạn hãy hơi tiếp. Bạn cứ làm cách này là khoảng 2-3 lần nó rất là dễ chịu, cái mắt của mình nó thoải mái lắm. Thì đấy là cái cách của mình hôm nay, mình muốn làm cái video để chia sẻ cho những bạn nào nếu cảm thấy mà mình bị đau mắt hoặc mắt đỏ hoặc bụi bặm đó thì các bạn hãy làm giống như mình. Rồi, trong video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh CTV Vlog. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, và bạn nào đã đăng ký rồi thì nhớ cho mình một like, nhớ chia sẻ để cho mọi người cùng biết nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp nha. Bye bye.